yêu toàn Kim Thành Thảo ạ. À, em tên là Ngân nhỏ, kính chúc anh chị cô chú bác là một ngày mới tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống ạ. À. Và địa chỉ tiệm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đó là mấy mẫu dòng anh chị ha. Mẫu dòng về rất là nhiều và hiện tại có tại tiệm bên em luôn. Và em xin nhắc nhở lại là bên em bên online chị ha, hiện tại bên em chưa bán hàng trên online trực tiếp. Nên là em mời anh chị ghé tiệm em ha, dù chỉ một lần để sắm những trang sức đẹp mẫu lạ hiện tại bên em nha. Và địa chỉ tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và số online bên em là số 25391629. Ngân hàng ACB, tên là Trần Thị Minh Châu, giúp em anh chị nha. Đây chụp lại số tài khoản bên em. Bên em chỉ chịu hoàn toàn trách nhiệm là một số tài khoản này thôi, còn những số tài khoản khác đây là giả mạo anh chị ha. Đây mấy mẫu dòng này về rất là nhiều ha, dạng công ty là 610 luôn nha anh chị. Rồi em xin giới thiệu đó là mấy mẫu dòng hay mấy loại dòng bản khoảng tầm cỡ là 7-8 phân bên em anh chị nè. Dòng bản kim tiền luôn ha. Dòng gợn sóng xen kẽ gợn sóng rôn đó. Em về đầy đủ các size ni luôn và trọng lượng dòng này khoảng tầm cỡ là 7.4 ha, khoảng tầm cỡ là 7.5 giúp em luôn nha. Đầy đủ các size ni và đầy đủ các trọng lượng luôn. Đây, size ni thì em về rất là khoảng tầm cỡ ni to cho anh chị nè. Đó. Cực kỳ xinh và sáng lung linh luôn anh chị nha. Thích mẫu này chụp hình lại giúp em nha và ghé tiệm liền giúp em luôn nha anh chị. Hiện tại bên em đã giảm hết 50% tiền công rồi nên là tiền công bên em rất là rẻ ha. Còn anh chị ở xa lơ mà đi bằng xe hơi bên em vẫn có chỗ đậu xe cho anh chị ạ. Rồi mẫu dòng tiếp theo em muốn giới thiệu đó là mấy mẫu dòng bi anh chị nha. Đó mấy mẫu dòng bi hiện tại đang hot bên em anh chị nè. Hiện tại bây giờ em vẫn về thêm nha. Dòng bi này em về là từ là một hàng tới khoảng tầm cỡ là 9-7 hàng, mười mấy hàng cũng có anh chị nha. Đây là một hàng bên em là nó dễ thương lắm luôn. Đây em lấy cho anh chị xem nè. Đây là một hàng bên em nha. Đó. Trọng lượng vàng một vòng như thế này khoảng tầm cỡ là 4 chỉ một vòng giúp em luôn ha. Đầy đủ các size ni luôn. Một vòng em có hai vòng luôn ha. Đây hai vòng bên em đây. Đó, cực kỳ sáng và lung linh luôn nha. Móc máy kiểu ý 5D nha anh chị. Trọng lượng vàng này khoảng tầm cỡ là 6 chỉ 7 nha, gần 6 chỉ 7 luôn. Nói chung là mấy loại size như thế này anh chị muốn cỡ mấy hàng nào cũng được nha. 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng cũng đều có luôn. 3 hàng như thế này trọng lượng khoảng tầm cỡ là 1 lượng mốt nha. Rồi 5, 6 hàng cũng có luôn anh chị. Đầy đủ các size ni luôn. 4 hàng bên em đây cực kỳ dễ thương luôn nha. Trọng lượng vàng khoảng tầm cỡ là 1 lượng 832 anh chị nè. Chụp lại 4 hàng này giúp em luôn. Rồi mẫu dòng anh chị nè, nói chung là đầy đủ các size dòng luôn ha. Đây, ni đều có đầy đủ nè, hàng đều có đầy đủ luôn anh chị, muốn mấy hàng cũng có nha. Dòng này khoảng tầm cỡ là 6-7 hàng anh chị nè, trọng lượng khoảng tầm cỡ là 2 lượng 6 hơn nha. Và dòng siêu phẩm bên em đây đó là hai cái dòng này khoảng tầm cỡ là mười mấy hàng, khoảng tầm cỡ là 12-13 hàng anh chị, cực kỳ đẹp luôn, sáng lung linh ha, dạng ý luôn, xi 3 màu. Trọng lượng vàng dòng này là khoảng tầm cỡ là 4 lượng 2, đây một dòng như này khoảng tầm cỡ 4 lượng 2 nha, đeo rất là ôm tay luôn anh chị, đeo cực kỳ sang chảnh luôn ha. Anh chị đeo được thì có dòng này cái là ba cháy luôn, cực kỳ sang luôn nha anh chị. Dòng này thì nó ít hàng hơn nè, chắc khoảng tầm cỡ là 9-10 hàng thôi. Trọng lượng dài này khoảng tầm cỡ là 3 lượng rưỡi ha. Đó, đây là mấy loại dòng bi xi 1 màu và xi 3 màu bên em luôn. Thích mẫu này chụp hình lại giúp em nha anh chị ha, và ghé tiệm liền giúp em luôn nha. Rồi mẫu dòng tiếp theo bên em luôn, cực kỳ đẹp luôn anh chị này, dễ thương luôn. Này em có là 3 dòng và xi 3 màu, xi 1 màu luôn, đầy đủ các size ni. Một dòng như thế này là trọng lượng khoảng tầm cỡ là 1 lượng 85 ha, gần 1 lượng 9. Size lớn em có size nhỏ luôn nha. Đây size nhỏ bên em đây, xi 3 màu luôn nha. Đây cực kỳ sang chảnh luôn anh chị. Size nhỏ này khoảng tầm cỡ là 1 lượng hơn. 1 lượng hơn giúp em luôn nha. Rồi dòng tiếp theo bên em luôn. Này là loại dòng xi 3 màu, loại dòng này loại dòng dẻo nha. Dòng dẻo không bao giờ gãy nha anh chị, đeo rất là ôm tay luôn, đeo không bao giờ bị cắn tay nha. Khoen của nó làm rất là to nè và có thêm tăng đơ, anh chị muốn đeo nhỏ rộng chặt gì vẫn được ha. Trọng lượng vàng này khoảng tầm cỡ là 7.4 giúp em, chụp hình lại giúp em ha. Đó. Dòng bi xi 3 màu kim tiền một máy 5D giúp em luôn. Rồi qua mẫu dòng tiếp theo luôn. Đây mẫu dòng tiếp theo bên em đây. Hai dòng hiện tại bên em chỉ có hai dòng bên này thôi ha. Này một dòng bên này khoảng tầm cỡ 6, bên này là 5 ha. Trọng lượng vàng 5 này khoảng tầm cỡ là 8.3. Còn cái dòng 6 hàng này khoảng tầm cỡ là 1 lượng 3 hơn. Rồi chụp hình lại giúp em hai dòng này giúp em nha, hai dòng bi luôn. Rồi mẫu dòng tiếp theo anh chị. Đây mẫu dòng tiếp theo bên em đây. Hai dòng kim tiền nha. C3 màu và C loại 2 màu luôn, thích 3 màu đem 1 màu giúp em nha.
cũng có một màu luôn nha anh chị ha. Em lấy hai mẫu tượng trưng luôn, một màu, hai màu, ba màu đều có luôn. Và khóa hộp anh chị nha, khóa hộp cực kỳ chắc chắn luôn. Trọng lượng vàng một vòng cái này khoảng tầm có là 2 lượng 3 giúp em luôn nha, chụp hình lại giúp em và ghé tiệm liền luôn anh chị ha, đầy đủ các xây ni luôn. Rồi em có loại dòng bên em anh chị nè, trời ơi, loại dòng bán này em về rất là nhiều kiểu luôn nha, anh chị cứ ghé tiệm bên em đi, không thích mẫu này cũng còn mẫu khác nha. Rồi dòng BC 3 màu luôn nha, mẫu hình kim tiền đúc đặc bên em luôn. Dòng này khoảng tầm cỡ là 2 lượng 7 hơn giúp em ha. Rồi riêng là kim tiền bay thì em có lại là thương hiệu nha, giống như là chữ GG nè, rồi chữ liver, rồi chữ chà nâu rất là nhiều. Anh chị muốn đeo thương hiệu nào bên em cũng có đầy đủ ha. Chụp hình lại giúp em. Trọng lượng một dòng như thế này khoảng tầm có là 1 lượng 2 trở lên luôn ha anh chị ha. Dòng này đeo cực kỳ đúc đặc luôn nha, không có mỏng gì hết luôn nha anh chị. Một lượng rồi từ ra một lượng tới một lượng rưỡi luôn. Em có hai hàng, nói chung có rất là nhiều luôn anh chị. Chụp hình lại giúp em đi, được ghé tiệm em anh chị ha. Bên em đã giảm hết 50% tiền công rồi. Bên em đã giảm hết 50% tiền công nên là anh chị cứ ghé tiệm bên em đi ha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi mẫu dòng tiếp theo bên em đó là mấy mẫu dòng caro anh chị. Đây, mẫu dòng caro bản nhỏ giúp em luôn ha, cực kỳ dễ thương luôn. Mẫu này là loại là mẫu dặn dẻo anh chị, cực kỳ chắc chắn ha, dẻo mà chắc chắn lắm anh chị. Đeo không bao giờ gãy ha. Trọng lượng vàng một dòng như thế này khoảng tầm cỡ là 4 chỉ 2 gần 4 kg rưỡi luôn. Chụp hình lại giúp em nha, dòng bản caro bản nhỏ lại giúp em luôn ha. Cực kỳ xinh luôn. Còn anh chị mà anh chị có vàng mà ở bên tiệm khác, anh chị muốn đổ vàng bên em thì anh chị cứ đem ra cho bên em kiểm tra ha. Nếu mà bên em kiểm tra vàng chất lượng tốt nè, với lại là trùng mẫu công ty ha, còn nguyên vẹn thì bên em sẽ tạo điều kiện cho đổi ngang bù tiền công. Còn, rồi mẫu tiếp theo đó là mấy mẫu dòng kim tiền ba hàng ha. Mẫu dòng kim tiền này em có khoảng tầm cỡ là 1 hàng 2 hàng 3 hàng đều có luôn. Ba hàng như thế này trọng lượng khoảng tầm cỡ là gần 3 chỉ anh chị, đầy đủ các size ni luôn ha, ba hàng luôn giúp em luôn. Chụp hình lại giúp em và ghé tiệm liền giúp em luôn nha. Và địa chỉ tiệm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hai hàng bên em đây trọng lượng khoảng tầm cỡ là 2 chỉ 2, dòng kim tiền hai hàng. Và em có một hàng luôn nha, đúc đặc luôn anh chị, đầy đủ các size ni luôn. Một dòng một hàng như thế này là khoảng tầm cỡ là 2 chỉ 2, khoảng tầm có 2 chỉ 3 anh chị. Đây cực kỳ xinh luôn ha, một dòng kim tiền bên em luôn, mất máy ha, đeo không bây giờ mờ anh chị ha. Rồi em có hai cái dòng hoa cực kỳ xuất sắc luôn anh chị. Đây là dòng hoa chùm nha, bản 5D giúp em luôn, cực kỳ đẹp ha, sim một màu và sim ba màu luôn nha. Đây bản nha anh chị nha, dặn dẻo và có tâm đơ nè, muốn đeo rồng chặt vẫn được luôn. Cái loại dòng này giờ trên công ty người ta làm sắc xảo lắm anh chị, muốn đeo rồng chặt gì vẫn được. Trọng lượng vàng khoảng tầm cỡ là 1 lượng 2 hơn một dòng giúp em. Có một màu và có si ba màu giúp em luôn, hai chụp hình lại giúp em nha. Rồi em sẽ qua là loại dòng Pandora giúp em luôn ha. Đây Pandora về rất là nhiều ni luôn anh chị, và về mẫu rất là cực kỳ xinh luôn ha. Rồi dòng bên em anh chị nè, đầy đủ các si ni luôn và đầy đủ các trọng lượng vừa túi tiền với anh chị luôn ha. Trọng lượng vàng này khoảng tầm cỡ là 1 lượng anh chị nè, chạm rất là nhiều luôn. Chỉ có một lượng thôi mà chăm rất là nhiều và mẫu mã cực kỳ xinh luôn anh chị này. Có một bẹt và có hình con cá, con thú. Nói chung là dòng này là về chủ đề là về biển cả anh chị ha. Đó cực kỳ xinh và cực kỳ đẹp luôn. Chụp hình lại giúp em dòng này nha. Rồi mẫu dòng tiếp theo bên em đây, mẫu dòng đúc đặc luôn. Trọng lượng vàng này khoảng tầm cỡ là 6 chỉ 3 7 7. Dòng này em về hàng khoảng tầm cỡ là 10 cái nha anh chị nha. Ra liền giúp em luôn, hốt mấy em này về giúp em nha anh chị ha. Cực kỳ xinh luôn nè, mẫu mới vừa bên em luôn. Có về rất là nhiều trang luôn, là hình con thỏ này, hình con thiên nga ha. Đây thiên nga hình trái tim anh chị này, tượng trưng cho tình yêu ha, và về sau biển luôn. Đê đúc đặc luôn anh chị ha, em về khoảng tầm cỡ là 10 dòng ra tiệm liền giúp em nha. Tiền công rất rẻ luôn anh chị ha. Rồi mẫu dòng tiếp theo, đây mẫu dòng tiếp theo bên em đây, có vương miệng ha, rồi thương hiệu chữ đời tôi nè, hình trái châu nè. Đeo đơn giản, cái này ít chạm hơn, khoảng tầm cỡ là 5 chỉ 7 một dòng ha. Xin lỗi anh chị, 5 chỉ 7 một dòng luôn ha. Đeo ít chạm cũng có nha, đeo nhiều chạm cũng có luôn. Rồi trọng lượng này khoảng tầm cỡ là 4 chỉ 3, mẫu này cực kỳ đơn giản luôn nè anh chị nè. Cực kỳ đơn giản mà đeo rất là thanh mảnh ha, ni nhỏ sai khoảng tầm cỡ là ni 52, 54 đều có luôn. Rồi đây là nhiều trang bên em đây, dòng nhiều trang bi luôn chị ha, bi múc máy sang kẻ tắm luôn. Và vừa trang thì vừa có rất là nhiều trang, vừa có hình túi nè, vừa hình có hình trái tim. Trọng lượng vàng một cái này khoảng tầm cỡ là 8 chỉ 4 nha. Dòng này em về khoảng tầm cỡ là 5 đơn giúp em nha, ghé tiệm người giúp em luôn anh chị. Rồi mẫu dòng tiếp theo bên em nha, cực kỳ dễ thương luôn, mẫu hình kim cương.
Và có một túi thương hiệu ở đây như thế này ha. Và bi là bi móc máy xen kẽ luôn. Trọng lượng dài này có nằm có là 4,687. Chụp hình lại giúp em nha. Tấp mẫu hình này thì chụp hình lại giúp em và ghé tiệm liền giúp em luôn anh chị. Mẫu hình tiếp theo, mẫu dòng cha bên em luôn nha. Khóa này là khó hộp luôn. Cái này là hình con gấu nè, rồi hình con chuột anh chị ha. Hình chìa khóa luôn. Một dòng như thế này có nằm có là 4,578. Chụp hình lại giúp em nha. 4,578 luôn. Rồi dòng chăm Barbara tiếp theo luôn. Rồi mỗi dòng chăm này thì nhỏ hơn nè. Và ít chăm hơn nữa. Anh chị muốn đeo nhỏ ít chăm gì cũng đều có hết luôn nha. Đeo nhỏ cũng có luôn. Trọng lượng dàn một cái như thế này là khoảng tầm cỡ là 4,8. 4,8 giúp em luôn nha. Rồi mẫu dòng tiếp theo bên em, mẫu dòng Barbara luôn nha. Anh chị nào mà ở xa hoặc là ở gần ghé tiệm em đi, bên em sẽ phụ bớt một phần tiền công để cho phụ tiền xăng tiền xe về cho anh chị nha. Và địa chỉ tiệm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Dòng Pandora C 3 màu xanh kẽ 8 móc máy full chăm giúp em luôn anh chị. Trọng lượng vàng như thế này khoảng tầm cỡ là 4 chỉ nha. Đầy đủ các size từ nay 48 tới nay 56 giúp em luôn. Đây về rất là nhiều hàng luôn nha. Anh chị cứ ghé tiệm bên em anh chị nha. Chị Thảo nói là rất nhớ anh chị luôn. Thì mong một ngày nào đó thì sẽ like sớm để gặp anh chị trên like nha. Nên là anh chị hãy nhớ đón xem trang của em để canh giờ ngày dắt giúp em để sẽ lên like anh chị nha. Rồi dòng Pansy 3 màu giúp em luôn nha. Full chăm luôn, hình con trâu anh chị nè, con trâu và ông thần tài tổ địa ha, chữ thọ phúc luôn em. Trong lượng vàng khoảng tầm cỡ là 4,4 một dòng như này giúp em nha. Rồi mẫu dòng tiếp theo, cái này anh chị muốn đeo đơn giản cũng có nè. Đây là hình con heo nha. Full chăm này là hai cái hình vuông kim tiền. Bi là BC 2 màu, trong lượng vàng như thế này khoảng tầm cỡ là 1,5 20 1,5 12. Chụp hình lại giúp em mẫu này luôn ha. C 3 màu, em có loại C 1 màu nữa anh chị. Mình không thích si 3 màu, mình đeo một màu vẫn được nha. Đây một màu bên em đây, cực kỳ dễ thương luôn ha anh chị. Trọng lượng vàng cũng có tầm đó là 4,5 chỉ. Chụp hình lại giúp em luôn. Và em xin nhắc nhở lại số tài khoản bên em anh chị nè. Anh chị tránh bị lừa đảo giúp em nha. Chụp hình lại số tài khoản bên em này. Tiệm chỉ có một số tài khoản duy nhất, là chủ tài khoản là Trần Thị Minh Châu. Số tài khoản là 25391629, ngân hàng ACB chi nhánh Tân Hương. Chụp hình lại giúp em nha. Bên online bên em chỉ có một số tài khoản này thôi, còn những số tài khoản khác đều là giả mạo, anh chị hãy chú ý lại giúp em nha. Và trước khi anh chị mua hàng bên em thì anh chị hãy nhớ là yêu cầu nhân viên bên em là gọi điện video ha, quay hết khung cảnh của tiệm nè, với lại quay cô chủ thì anh chị mới được mua hàng. Còn nếu mà bên em từ chối hoặc là không cho anh chị coi mặt thì anh chị chặn luôn giúp em nha, bởi vì số đó là số lừa đảo nha anh chị ha. Rồi địa chỉ tiệm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cực kỳ xinh luôn ha. Rồi thích mẫu nào chụp hình là giúp em về ghé tiệm liền luôn nha. Rồi video của em tới đây kết thúc anh chị nha. Và em chúc anh chị là một ngày mới tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống ạ. Rồi em xin chào anh chị.